Nhưng mà cái con này ngày xưa mua mới là bao tiền? Ngày xưa mua mới là gần 5 tỷ luôn. Mọc đầu ra gần 5 tỷ em lấy điêu. Gần 5 tỷ chả hiểu không gì có. Cả. Ngày xưa nó mua bao nhiêu miếng đất mua được con X6 này đấy. Trông nó như này mà gần 5 tỷ cơ. Chả biết cái gì BMW X6 đây ông ạ. À, X6 à? Ôi tôi nhìn cứ tưởng X5. X6. Mà bây giờ có biết bao tiền không? Bao tiền? Hơn 500 thôi. Sao đẹp thế nhỉ? Bằng 1/10 giá trị xe mới, con này nguyên bản luôn, nếu bao không nguyên bản giá lại xe. Đâu, nguyên bản thế nào nhỉ? Ghế da zin nguyên bản, nội thất nguyên bản, xe không đâm va gập nước luôn. Được đấy. Con này nó là đẳng cấp luôn, ngày xưa thưa. Mua cả khu đất bây giờ chỉ bằng mét vuông đất khu vực Hà Nội đi. Nó thích cho nó nhanh. Mét vuông khu vực Hà Nội á? Nhìn cái không gian nội thất con này nó đẳng cấp chưa? Con này là gì đấy? Để mấy cá. Cái đấy để làm gì? Mấy sim à? Bấm này là để che nắng đây. Sợi che nắng. Nhưng mà ông nói như nào đi, con là tôi nhìn con này 4 chỗ làm sao có chuyện ngày xưa 5-6 tỷ được. Đồng xe sang thì nếu mà xe to chỉ có xe khách thôi, 29 chỗ. Còn xe đi chơi người ta chỉ cần 2 chỗ thôi. Cốp rộng phết nhỉ. Càng ít chỗ càng đắt tiền, 2 chỗ còn nhiều tiền hơn. Con này là ngày xưa chở hoa quả đi bán sao? Nếu mà để này sạp hàng đấy đúng không ạ? Sạp hàng, ngày xưa là chủ mua đi bán rong ấy. Bán rau à? Bán rong. Đấy, nó X6 này. Nó đẳng cấp, chỉ nói có hơn 5 lít thôi. Hơn 500 ông nói được sao? Nếu mà hơn 500 chú chạy vài ớt đây con này. Nếu mà hơn 500 máy bao nhiêu? Máy chỉ có 3.0 thôi. 3.0 một cầu hai cầu nhỉ? Dòng này chạy dẫn động bốn bánh toàn thời gian luôn. Nhưng mà con xe của ông làm sao ấy? Cái này là cam 360 độ. Đây là chủ xe cũ lái kém đúng không? Phải lắp nhiều camera này chứ. Nếu mà lái già làng ấy thì không cần phải lắp nhiều camera này cả. Cái đấy là việc của người ta quan trọng. Tôi nhìn đầu có camera. Con này nó nhiều đấy. Bao nhiêu camera luôn. X6 thì nó là đẳng cấp rồi. Các ông không hiểu về xe thì dòng này không chơi được đâu. Cái loại này tôi đi 80 con rồi. Ui, đi nhiều thế quá. Đi ở trong game. À. Đấy, chốt lại là con BMW X6 này là đời 2018. 2018 này, nhập mật khẩu này. Con này nó là nhập khẩu thì rõ ràng rồi. Thôi, tôi mua. Có hơn 500 thôi. Tôi cầm cao 7 chỗ tôi mua, 4 chỗ tôi mua. Mua về chạy dịch vụ gì? Ừ. Dịch vụ thì X6 ví dụ kiếm con nào Innova về chạy như tôi. Mình có con nào Innova đâu? Không, toàn BMW X6, X5 các kiểu thôi. Sang đây tôi bây giờ chơi được nhưng mà không có nhu cầu. Mình về đây. Nhá, có ai có nhu cầu mà mua mẫu về BX6 này. Con này là bản nhập Mỹ, ngày xưa mua mới là mấy tỷ ấy. Bây giờ đang chào bán chỉ có hơn 500 thôi. Anh em có nhu cầu qua xem trực tiếp con X6 này nhá.